bị giật điện khi làm việc xấu. Chiếc vòng đeo tay thông minh có tên gọi Pavlov là sản phẩm của công ty công nghệ Behavioral Technology, Mỹ, sẽ giúp người đeo từ bỏ các thói quen xấu của bản thân như hút thuốc, cắn móng tay, ăn quá nhiều hoặc thường xuyên ngủ nướng. Khi phát hiện thấy người đeo vi phạm một trong các thói quen xấu, vòng đeo tay thông minh này sẽ phỏng ra một dòng điện 350V khiến người đeo bị giật, như một lời cảnh báo. Các kỹ sư thiết kế vòng đeo tay thông minh này hy vọng rằng việc thường xuyên bị điện giật đau sẽ giúp cho người đeo từ bỏ được các thói quen xấu của mình trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Người dùng có thể thiết lập để vòng đeo Park Lock có thể tự động giật điện nếu phát hiện người đeo đang mắc phải một thói quen xấu nào đó, chẳng hạn ngủ nướng đến tận trưa. Tuy nhiên nếu muốn, người đeo có thể nhờ đến một người thân trong gia đình hoặc bạn bè của mình trở thành một người giám sát để từ bỏ thói quen xấu của bản thân. Những người giám sát này có thể cài đặt ứng dụng Pavlov trên smartphone của mình và khi thấy người đeo vòng tay đang thực hiện một thói xấu nào đó mà mình muốn từ bỏ, chẳng hạn như hút thuốc hoặc cắn móng tay, người giám sát có thể kích hoạt điện giật trên vòng đeo tay thông qua ứng dụng trên smartphone. Manisa Sethi, một trong những nhà sáng tạo vòng đeo tay Pavlov, cho biết cú giật điện do vòng đeo tay nào tạo ra đủ đau để não bộ ghi nhớ, nhưng sẽ không gây nguy hiểm đến người đeo kết hợp giữa các kích thích tiêu cực và thói quen xấu mà bạn muốn từ bỏ trong vài ngày liên tiếp sẽ giúp não bộ nhanh chóng liên kết hai sự kiện này lại với nhau để từ bỏ được thói quen xấu của bạn, nhà sáng tạo của vòng đeo tay Pavlov cho biết. Sethi cho biết ý tưởng tạo ra vòng đeo tay Pavlov này xuất phát từ chính bản thân anh, khi anh đã trở nên nghiện mạng xã hội. Tôi đã phát hiện thấy bản thân mình nghiện Facebook. Tôi đã viết rất nhiều lên Facebook và ảnh hưởng tới công việc. Không có vòng đeo tay thông minh nào nhắc nhở về thói quen của mình và nhận ra rằng Tại sao các thiết bị theo dõi quá trình hoạt động của bạn, nhưng không giúp bạn thay đổi các hoạt động đó? Và đó là khi vòng đeo tay Park Vlog được ra đời, Thi chia sẻ. Hiện vòng đeo tay Park Vlog đang được bán trên Amazon với giá 210 đô la Mỹ và dĩ nhiên, bản thân chiếc vòng đeo tay này không hoàn toàn giúp người đeo có thể từ bỏ được thói quen xấu của mình, mà phải có sự hợp tác và nỗ lực từ chính những người muốn từ bỏ đi thói quen xấu. Bởi lẽ nếu k h o n g m u -O n họ có thể dễ dàng tháo chiếc vòng đeo tay này ra và tiếp tục thực hiện các thói xấu của mình. Tê Thùy